cái nói gì mà hôi rình này cha nội. Dạ thông cảm đi, nó ẩm nước mưa chị ơi. Ông đừng có nói là ông cũng ẩm mưa nghe không. Tiền nè. Người vậy đâu mà nghe ngược thấy ớn à. Alo, ai vậy? Thiếu tiền lâu quá không trả mà hỏi ai hả con quỷ? Không trả coi chừng tao rạch đập bây giờ. Mày chừng làm mày trả đây. Mẹ nó, thiếu có ba tháng tiền nhà mà làm gì dữ vậy? Mày ngon quá ha. Mày đừng có hăm dọa tôi nha, tao không có sợ đâu. Bực mình. Làm gì sợ dữ vậy cưng? Chuyện nhỏ mà. Mày nữa. Mày đã lấy hết tất cả của cải của tao rồi, bây giờ mày lại đây làm gì nữa? Thằng chó. Chó với mèo gì không biết nữa. Anh nghĩ là em cần gặp anh lắm mới tới đây chứ, đúng không? Đúng không? Ba tháng tiền nhà của tao đâu, sao tới giờ mà cũng chưa đưa vậy? Tao gọi điện rồi, tao báo cho mày mấy lần rồi. Hả? Tôi không có tiền. Mày á hả? Mà không có tiền hả? Mày đừng có trách tao, tao xiết đồ mày đó. Xiết đồ hả? Bà xiết đi. Bàn ghế tủ giường nè, bà lấy đi. Trời đất, cái con này. Đồ này có tao cho mày thuê mà mắc gì tao mới xiết đồ tao mày. Thì vậy mới nói. Nè, tao mà xiết đồ là tao xiết đồ mày. Chứ tao không xiết đồ của tao. Có gì thì bà lấy đi. Mày đừng có trách tao nha. Mày đừng có trách tao nha. Cái con kia. Người mà sống không có tình nghĩa gì hết. Hồi đó tôi còn tiền, tôi có nhiều tiền. Bà theo bà nịnh nọt tôi. Tôi cho bà biết bao nhiêu là đồ đẹp. Còn bây giờ tôi thiếu bà có mấy tháng tiền nhà. Bà làm thấy ớn à. Bà muốn lấy gì bà lấy đi. Bà đi lục lọi bà lấy đi. Sao? Mày á, mày kể rồi tao mới nói mày nghe nha. Những cái món đồ mà mày cho tao á, toàn là những thứ xài rồi không à. Có tốt lành gì đâu. Giờ mày nhìn lại mày coi. Đó. Sắp chết tới nơi, thân tàn ma dại. Bộ tao ngu sao mà tao sống tình nghĩa với mày. Tiền nhà tao đâu? Tiền nhà tao đâu? Trời đất ơi, vàng chồng của mày đâu? Tiền bạc của mày đâu hết trơn trội rồi. Cái con này. Tôi không có tiền. Bà muốn lấy gì bà lấy đi. Mày đừng có trách tao nghe. Mày đừng có trách, mày đừng có thách tao nghe. Tao lên phòng mày, tao lục coi có cái gì, tao lấy hết đó. Mẹ bà, giờ nó thân tàn ma dại, còn cái gì thì mình lấy cái đó chứ, biết sao giờ. Ba em nói là phải đưa tận tay anh, rồi cố gắng thuyết phục anh nhận lại số tiền này, để về quê chuộc lại miếng đất mà anh đã cầm cố giúp đỡ em trước đây. Anh không ngờ ba em chu đáo như vậy, xem ra từ nay anh không còn giúp đỡ em được nữa rồi. Anh đừng có nói như vậy, anh đã giúp đỡ cho em rất là nhiều. Bách Hương Liên mà không có sự giúp đỡ của anh, chắc không có được như ngày hôm nay đâu. Cả anh An Vũ nữa, anh cũng giúp đỡ em rất nhiều. Anh chuyển giùm em lời cảm ơn đặc biệt đến bờ vai của anh, vì nó đã giúp đỡ em rất là nhiều, để em vượt qua cơn sóng ngầm ở trong lòng. Được rồi, nếu khi nào em cần á thì cứ nói với anh một tiếng, anh sẵn sàng cho em mượn bờ vai này. Em không dám đâu, có người kiện em chết. Ai kiện em, nói anh nghe coi. Là Tuyền đó. Suy cho cùng, em thấy Tuyền đáng thương hơn là đáng trách anh à. Anh Hiệp đừng có bỏ nó trong lúc này nha. Tuyền đã từng đối xử xấu với em như vậy, mà em vẫn còn muốn tốt cho Tuyền sao? Em với Tuyền là bạn từ nhỏ, tụi em hiểu nhau, em không có oán trách Tuyền gì hết. Thật ra thì anh đã gặp Tuyền rồi, anh đã dùng mọi cách để khuyên cổ.
Nhưng đối với Tuyền thì không thể nào nói bằng tình cảm được. Hãy để cuộc đời vùi dập cô đi. Khi nào dập ngã, cô sẽ quay lại thôi em à. Còn anh bây giờ đúng là một người đàn ông cô đơn, không ai dám yêu anh hết. Em hiểu cái chữ cô đơn của anh rồi. Tôi là người đàn ông cô đơn, hai tay tôi nắm hai cô, đúng không? Em làm như anh là người đàn ông tham lam không bằng vậy. Rồi anh tính khi nào về quê? Khi nào hết buồn thì anh về quê. Em nghĩ mẹ em nói đúng. Cái gì mình cần thì giữ, cái nào không cần thiết thì mình hãy buông ra. Em đã buông đi những nỗi buồn trong lòng mình. Bây giờ em thấy cuộc sống bình thường lắm anh à. Xung quanh em còn rất nhiều người đang yêu thương em thật lòng. Em biết không, khi anh biết được em tìm ra ba mẹ ruột của mình, anh vui lắm. Nhưng mà còn chuyện này anh muốn hỏi em nè. Anh nói đi. Tại sao An Vũ lại bỏ rơi em vậy? Mình linh tính có một điều gì đó bất ổn trong cuộc tình của Hương Liên. Chắc không sai. Thực ra An Vũ là người như thế nào? Có nên nói cho anh Hiệp biết chuyện tình cảm của mình với anh Vũ không? Nếu anh Hiệp biết được, thế nào anh cũng đến bệnh viện gặp anh Vũ để hỏi cho ra lẽ. Thôi thì tốt nhất hãy giữ đau buồn cho riêng Hương Liên nè. Hả? Anh Vũ có chuyện gì phải không em? Chuyện gì là chuyện gì anh? Anh đang hỏi em kìa. Có phải An Vũ đã quay về với vợ con đánh mặt em không? Hương Liên, em nói cho anh nghe đi, có phải vậy hay không? Đương nhiên là không phải rồi. Suy cho cùng thì giữa em với anh Vũ có quá nhiều điều khác nhau, cho nên là chuyện không hợp nhau là chuyện bình thường, nên chúng em chia tay. Em nhìn thẳng vào mặt anh nè, em đang nói dối đúng không? Anh không tin là em không có chuyện gì đó. Em nói cho anh nghe đi, tại sao anh Vũ bỏ rơi em vậy? Hương Liên à, em hãy nói cho anh nghe đi. Em xin anh thật đó anh Hiệp, anh làm ơn đừng hỏi em nữa được không? Chuyện của em, em cần phải có thời gian để quên nó anh à. Em đã từng nói với anh, khi lật ngược trái tim mình lên, nó sẽ có hình ngọn lửa. Đó là ngọn lửa ấm áp yêu thương, là tình bạn thân thiết mà, đúng không? Hương Liên à, Hương Liên, không được giấu anh nữa, nói cho anh nghe đi, chuyện gì vậy? Thật lòng em yêu anh An Vũ nhiều lắm. Anh biết không, em yêu ảnh rất là chân thật. Nhưng mà em cũng phải chấp nhận một sự thật, là em sắp mất người em yêu thương nhất. Anh biết, nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, có khi yêu một người không nhất thiết chúng ta phải chiếm hữu được người đó đâu em à. Em biết. Nhưng ý của em là em mất An Vũ theo đúng nghĩa. Sự sống của An Vũ bây giờ đang tính bằng phút anh ạ. Anh hiểu rồi Hương Liên à. Tôi có vài việc trao đổi cùng với chị, mời chị theo tôi. Dạ. Thank you.
đến cả cái điện thoại cũng không còn nữa. Thưa bác sĩ, bệnh tình của chồng tôi ra sao? Có nguy kịch lắm không bác sĩ? Dựa trên kết quả xét nghiệm, các tế bào ung thư di căn sang vùng bụng. Tôi nghĩ gia đình cần có sự chuẩn bị. Nếu anh nhà còn điều gì đó chưa làm được, chỉ giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Nhưng thưa bác sĩ, tôi biết chị muốn nói điều gì. Có phải tuần sau gia đình đưa bệnh nhân ra nước ngoài điều trị không? Dạ phải. Tôi e rằng chuyện đó không thể thực hiện được, vì sức khỏe của chồng chị rất yếu, chắc gì chịu nổi một chuyến đi dài như vậy. Nhưng thưa bác sĩ, không có cách nào để cứu chồng tôi sao? Dù có tốn bao nhiêu tôi cũng lo được mà. Người ta có thể bán sức khỏe để lấy tiền, nhưng đồng tiền không thể mua sức khỏe được. Tôi thành thật chia buồn cùng với gia đình chị. Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ. Chào em. Chào anh. Lệ à, trước khi nhập viện, An Vũ đã đoán trước điều tồi tệ sẽ xảy ra. Lệ và cháu Tú cũng đừng quá buồn, kẻo An Vũ không yên tâm. Nhưng mà tôi không cam tâm. Anh Vũ còn quá trẻ, anh ấy không thể chết như vậy được anh Quy à. Con người ta suy cho cùng không ai thoát khỏi cái chết hết. Lại phải cố gắng bình tĩnh để cháu Tú không bị sốc trong lúc này. Anh nói đến cái chết nghe đơn giản, nhẹ tên như vậy sao anh? Chết là hết, là kết thúc, không mang theo bất cứ điều gì. Ta hãy nghĩ về nó thật là đơn giản để cho lòng được nhẹ nhàng hơn. Nếu như còn những chuyện gì chưa làm được thì cần phải làm sáng tỏ thôi. Anh lại muốn ám chỉ điều gì? Lại rất thông minh, chắc hẳn lại biết tôi muốn nói điều gì rồi mà. Lúc nãy tôi có vào thăm An Vũ và vô tình nghe được tâm nguyện của nó. Anh Quy à, anh là bạn thân của An Vũ, anh cũng thừa biết An Vũ đã có vợ con, tại sao anh còn tiếp tay thông đồng với những chuyện như vậy chứ? Tôi nhắc cho anh nhớ, tôi là vợ chính thức của An Vũ. Đã có tôi thì không một giây phút nào có cô ta đâu, anh hiểu chưa? Còn anh nữa, từ đây về sau không cần phải tới đây. Lệ với An Vũ đã ly thân với nhau từ lâu rồi mà. Thực ra cô ấy đã biết yêu An Vũ và đang ghen, hay đang hành xử An Vũ cho hả hê cái tôi của mình vậy? Bốn con người, bốn số phận khác nhau. Chúng ta đã sai lầm hay đúng đắn khi dẫn nhau lên thành phố này lập nghiệp? Gấu bông là hiện diện của anh, sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, An Vũ.
em hận anh lắm. Bởi vì anh đã làm tan nát trái tim em. Em yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh hơn tất cả những gì có trên cuộc đời này. Em đâu làm gì có lỗi. Chúng ta đâu làm gì sai. Tại sao phải chia tay hả anh?